Ok, hola anh em. Chào mừng anh em đến với video ngày hôm nay. Vẫn là cái chủ đề cũ thôi. Chúng ta sẽ chơi những con game trong cái đợt Steam Next này. Dạo này đi bắn hoa mà ế quá, nên cũng về nhà chơi game cho nó khỏe trong người. Anh em nào mua bông thì liên hệ nha. Con game đầu tiên trong cái đợt Steam Next này là Botany Mano. Để tôi mở cái trang Steam Next này. Đây. Chào mừng đến với là Botany Manor, một cái trang ngôi nhà trang nghiêm ở nước Anh thế kỷ 19. Bạn sẽ nhập vai một cái cư dân tên là anh Bella Ginny, là một cái nhà thực vật học đã nghỉ hưu. Người chơi sẽ được khám phá ngôi nhà và khu vườn của mình với nhiều nghiên cứu để tìm ra những môi trường sống lý tưởng cho những cái hệ thực vật đã bị lãng quên. Hãy trồng từng loại cây để khám phá cái bí ẩn mà chúng đang nắm giữ. Con game này game giả lập trồng cây à? Chơi nó nhìn cũng đẹp phết đó chứ. Đấy, chúng ta tưới cây gì nè, nhiệt độ gì nè, một cái lọ rỗng. Cái đồ họa nó mà có lúc thì nó lại là màu mờ nha, có lúc thì nó đồ nó rất là chân thật luôn, dạng nó vừa lau poly mà lại vừa kết hợp cái hiệu ứng chân rất là chân thật nữa. Cơ bản thì chúng ta vẫn đi là trồng cây trong cái nhà này thôi. Con này nó kết hợp tương đối với đối nhiều cái thể loại đồ họa đó, nên nhìn có thể là anh em không hợp mắt được. Như thế này nó lại khác nè, nó nhìn rất là đẹp nè. Như thế này thì lại là lau poly quá nhiều. Rồi, vô chơi thử con game sao. Balon Studio khinh khí cầu. Balon này là khinh khí cầu nè. New game. Game thì chỉ có ba cái option khá đơn giản thôi. 1890. Ở sầm ghét hả? Sao mà nó giật gì nè? Hết rồi, nó đang load game. Không được, không được, phải vô option. Cái đồ ghi xin này rồi, nó chạy tương đối ổn định rồi đó. Có khi là nó lóc 60 luôn trong rồi đấy. Ok. Cái này là cái cảm giác ngoài cổ à. Cho cái hình âm thanh nó cổ. Volume này nó phơi sáng rất nhiều nha. Lơm là hiệu ứng ánh sáng chói nè. Đồ họa này rất là chói luôn chứ. Anh em nhìn nè. Lúc HD trái phải thì di chuột vô thử option này. Bỏ cái kiểu cổ thì nó vẫn không đẹp hơn mấy, hơi khó nhìn đó nha. Hiệu ứng ánh sáng chiếu sáng cũng không có gì luôn. Không. God Time lên bậc. Độ 1 Camera FOV, FOV nó rất là thấp nè. Nên tôi sẽ nâng nó lên 90. Đây, FOV mà nó cao quá, anh em nhìn thấy nó bị méo hình đó. Nên chắc là để lại đi. Rồi, cơ bản thì chúng ta bắt đầu ở một cái khu vườn. Tiếng chim hót líu lo rất là nhiều nha. Khung cảnh bên ngoài thì nó bí bách quá. Làm đồ họa thì con này tương đối không đẹp cho mấy. Có cái đồng hồ cát, cái ấm trà, một cái cây nấm rất là to. Đúng cái ngôi nhà của thực vật học luôn. Rất hạnh phúc vì bạn đã trở lại cái mà Batoni Manor này. Tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích cái chuyến hành trình này.
một cái lá thư mà chúc mừng gửi đến từ cái người giữ ở đây thôi. Nagabenagishi ở là Botani Manor Samgep Somerget. Đây là cái quyển sách mà mình là tác giả nè. Đây có một bức thư gửi chào đến mình, quyển sách cá nhân của mình, London đúng không? 940 rồi. Số 1 là cái không khí trong lành, mình sẽ bắt đầu nó. Một niêu thực vật đã được ạt vào cái của mình. Cái gì mà nó lật cái ghê vậy nào? Tôi thì muốn trồng một cái cây là Winmint vật này. Nó thì phải phát triển trong cái không khí trong lành, nhưng cái yếu tố mà mình nên nghiên cứu quan tâm đầu tiên đó thì là cái nhiệt độ, là cái yêu cầu tiên quyết. Cái cây này có 5 cái lá, nó dạng như cái trong chống sạch che vậy đó. Rồi ok. Để bắt đầu cái hướng dẫn trồng trọt của mình thì cần phải có một cái chậu, sau đó đổ đất vào, thêm cái hạt giống và tưới nước. Có cái chậu nè, đổ đất vào. Hạt giống. Giống đây. Tưới nước. Này là cái gì? Dạng như cái bình điều chỉnh nhiệt độ vậy đó. Có cái ống nè. Một tờ báo. Gazetteer Samgép số 143. Đây là chỉ là cái tờ báo thời nhật thôi. Một cái tấm cạc chúc mừng Batoni Manor Samgép Enlan Anh Quốc. Một số cái manh mối quan trọng thì sẽ được thêm vào cái quyển sách này của mình, nơi mà mình có thể gắn liền nó với mỗi cái loại thực vật khác nhau. Nếu bạn bị kẹt thì hãy theo dấu những cái manh mối này nó sẽ giúp mình và có một cái hướng điều tra gì đó. Thêm manh mối hả? Quách kẹt đây. Quách kẹt này coi sao đó. Đây phải không? Này chỉ là chút thôi. Gửi đến quý cô là Amelie Gane là mình đó, ở Batoni Marmor Samget Quốc Enlan. Cây này cũng to quá ha, tới đây là không đi được nữa rồi. Đây là có cái bảng with lower hoa tự nhiên. À, cái cây hồi nãy của mình là cái cây này nè, nó có tên là Volcanic Lower Windmill Quốc. Bên này là cái ý tưởng về cái nhiệt độ để cái cây có thể phát triển, là đây Volcanic. Mình hình như Mogoko phải không, hồi nãy nó ghi là Anh Quốc gì mà cái biểu đồ nhiệt bên đây có cái nào đúng đâu. Tây Ban Nha, Phốt La, Pháp, Gysi, Giki hình như là. Ủa, có thêm cái mới. Cái này thêm không? Thêm được luôn. Đủ ba cái manh mối nè. Giờ làm cái gì? Theo cái biểu đồ này nhiệt độ á là 50 hoặc là 60 độ C. 45 độ C nữa. Thử cái 50 trước đi. 50 độ. Cái cây mình nói đây nè. Đi theo cái đường ống này, đưa ra đây. Nhấn cái nút. Nút này là dạng tỏa cái nhiệt đó. Không phản ứng gì cả. Sao biết mình đang ở đâu ta? Không biết mình đang ở chỗ nào. Bây giờ 50 là không phải, 60 với 45. Thử hết từng cái đi. 60. Nè nè nè, 60 thì nó phải chuyển lên nè. Ngon.
Đây, làm thành cái bông hoa mà giống trong cái bản phác thảo của mình luôn. Đây, không khí bên ngoài nó bắt đầu mà trong lành lại đó. Coi như đây là cái câu đố đầu tiên của chúng ta. Trồng được cái bông hoa làm trong sạch không khí tự nhiên. Đây, nhiệt độ nó thì phát triển ở 60 độ C. Nó có thể lọc cái môi trường không khí là làm giảm bớt mấy cái gọi là sương mù ở xung quanh. Bây giờ chắc qua chương 2 quá. Đó, đồ quả như thế này là đẹp lên liền, thấy không? Chả buồn như nãy. Nhìn tươi lên hẳn luôn. Giờ mình cầm cái chậu đi được không? Được nào. Khu vườn kỳ diệu. Làm đúng hình đây. 60 độ vậy là mình đang ở là Sikili. Rồi, bây giờ chắc đi ra ngoài được rồi. Đem cái chậu đi luôn. Một cái bức vẽ thiên nhiên. Cuốn sách này thì mình không lật được. Suicide Squad. Không biết nhà phát hành gửi cái thông tin gì nữa. Tí nữa đọc. Này gì đây? Ngồi ngắm cảnh à? Khoan, cầm cái chỗ cây ngồi được không? Được luôn. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Nhấn Y để xem cái cây của mình. Bây giờ bắt đầu vào chương 2 đó. Có phần đó à? Vẫn là loanh quanh trong cái khu vườn thôi. Tôi bắt đầu mỏi tay đó nha, muốn để cây này xuống đó. Ồ, nguyên cái tòa biệt thự của mình kìa. Trái phải ta. Có một cái chìa khóa của cái chương 2. Quy luyện đếp. Nó có cái bản đồ. Bản đồ này ở cái sân ngoài. Hồi nãy là mình ngồi ở trên cái ghế đá chỗ này nè, mình dòm. Sau đó đi qua hai cái khúc cua. Hiện tại mình đang ở chỗ cái chuông số 2 này. Phải không ta? Đúng rồi. Vô đây có cái chuông hả? Cái này như cái bảng hiệu thôi. Rất nhiều luôn. Tôi hiện bà tại đang rất là bận để nghiên cứu. Vui lòng để lại những cái gói hàng ở trong cái đó và nhấn cái chuông. Hello. Bây giờ qua chương 2 chưa ta? We in depth nào. Chúng ta bắt đầu chương 2 nè. Vẫn chưa có manh mối gì cả. Thôi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 cái chương, 14 cái manh mối luôn. Chương 3 này thì bao nhiêu nữa? Thôi đi thôi. À, lấy cái chìa khóa đó để mở cửa này. Rất là đẹp nha. Trong này không có được một đường thẻ bên đây. Gì mà rộng dưới gì nè. Đúng là cái biệt phủ của dân nhà giàu đúng không? Anh em nhìn nè. Sách gì tùm lum hết anh. Giàu giàu khiếp luôn. Bị phá từ cái phía bên kia.
Cái này thì nhảy qua cái một thôi chứ. Rồi, dục cái chậu cây đó đi. Còn bên này mình chưa đi nè, dạo thử một vòng luôn. Một cái đèn thôi. Cái ba tông. Gửi đến bạn của tôi. Chúc bạn là may mắn trong cái chuyến đi này. Ở ngoài sau là cái gì? Eleanor. Một bức thư từ Eleanor. Một cái nón. Bây giờ vẫn chưa có manh mối nào cả nha. Cửa này vẫn mở được. Cái cửa này nó bị khóa hoàn toàn luôn chứ không phải là từ phía bên kia nữa. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ có thể đi thẳng vào đây thôi. Rồi, rồi để cái áp xét cây xuyên qua cái lọ là khóa. Mình chưa có cái hạt giống mới nha, vẫn chỉ có cái cây cũ thôi. Con vịt màu trắng. Đây, chúng ta bắt đầu cái chương 2 chỗ này. Cái này là dạng như cái cây mà cây giao phả vậy. Mình hồi nãy vô game là nó ghi là 1890 hay 1870 gì đó phải không? À, góc trái ở dưới nè, anh em nhìn góc trái dưới cùng á. Kìa kìa kìa, ở, mình ở ngay chính giữa luôn. Sinh năm 1835. Hồi nãy ghi vô là 1890 gì, bây giờ mình cũng 55 tuổi rồi. Cái này vô manh mối được không? Không luôn. Ủa? Chương 1 đây, chương 2 đây. Vẫn chưa có manh mối gì cả. Chương 2 mình phải làm là khoảng hai cái loại cây nha. Cây này là Lugia. Cây này là Atlumer, dạng như cái tàn cho vậy đó. Con bọ rùa. Cái cây gì nhìn thấy gớm gì nè. Cái này cái vé tàu London những năm 1890. Game gì mà rỗng dữ vậy nè, cái gì đấy. Thôi, chưa biết đâu. Nghệ thuật tranh vẽ. Trời ơi con game. Nhìn đúng chiêu luôn á, đúng thư giãn luôn. Phông chữ cũng rất là đẹp chứ. Agabella và Elizabeth. Chắc là hai người con ở đâu đó trong cái nhà này thôi. Watson Last Powder 57 g. Khối lượng tịnh. Tỷ lệ là 21. Lá thư của người nông dân tên là Charles đã rất nhiều tuần trước tôi đã nhìn thấy ánh sáng gì đó. Cái đàn piano á.
gì đây, chụp một bức ảnh. Cái này là cái lens máy ảnh chụp ấy. Thấy gì không? Thường á mấy cái máy ảnh mà thời năm 1890 á, anh em sẽ thấy là nó phải đem đi nó rửa, rửa ảnh á. Mấy cái ghế trong này nó chỉ để ngồi thôi, chả làm được cái gì cả. Mắt kính. Lại một tờ giấy. Hướng dẫn sử dụng máy ảnh. Là giữ cái chân đế máy ảnh có cái ánh đèn nè, để gần cái vật thể đó, nhấn cái nút chụp ảnh. Giảm bớt ánh sáng xung quanh lại hả? Rồi, coi như là tạm xong cái căn phòng này đã. Phòng ăn này thì cũng không có gì nhiều luôn. Phòng này thì có cái bình chứa thuốc nha. Cái này thì rất quan trọng rồi. Chúng ta thu được cái hạt giống đầu tiên. Wulgogia. Một tấm ảnh bị rất là mờ. Mới mà mua được cái camera mới nhưng mà chụp tấm ảnh thì không có được chất lượng cho mấy. Đây, được cái tấm ảnh chất lượng hơn rồi nè. Tấm này thì rất là tối. 13 tháng 5. Cái này một. Chụp cái tấm thứ hai lại đẹp mà tấm thứ ba lại tối như thế này. Cái này là gia huy của hai gia đình, hai thế hệ. Trời ơi, cái nhà gì mà rộng như thế này. Ừ, tốt nhất là khóa cửa đi. Chứ rộng quá thì bó tay luôn á. Nè, chỗ này hơi bị hở hở nên ánh sáng nó còn chấm chấm nè. Rồi bây giờ chỉ còn cái đường lên lầu thôi. Ổ khóa đều bị phá bởi ba cái ký tự. Nó chỉ là đến chữ Y thôi, chữ A đến Y thôi. A đến Y ba ký tự. Cái này là thư viện chính. Rồi xong, hiện tại chúng ta đã đi hết những nơi có thể đi. Điều kiện đầu tiên là giải mã cái phòng này. Cái thứ hai nữa là vô cái phòng chế thuốc. Đây, giải quyết cái vấn đề trong cái phòng chế thuốc này. Rồi xong, hết. Cái này một cái câu chuyện cổ tích gì thôi. Rồi còn cái phòng bên đây nữa chứ. Elizabeth hả? Elizabeth là em hay là chị gái của mình vậy á. Bí rồi. Giờ làm gì nữa đây?
Ô đủ nè. Một cái quyển sách ở trong cái phòng ăn, một cái bức vẽ chụp tấm hình. Nhưng mà manh mối này nó không cho mình coi cái gì hết hả? Giữ nó cái đầu lạnh á, trong khi cái ánh chớp lướt qua bên trái rồi buổi đêm. Từ từ coi hướng dẫn chụp ảnh đó. Để xài cái tool dịch cho nó chính xác. Đổ cái bột lát vào cái hộp đựng cho nó. Đóng cái khay lại. Sau đó chụp ảnh. Cái bột lát. Cái bột lát đây. Chế làm sao? Hai là potassium với magnesium. Hai cái này gì? Giật cái mình này, chúng ta đã xong cái cây đơn giản vậy thôi đó. Vấn đề ở đây luôn luôn là cái quá trình đi tìm manh mối. Cái cây figua này nó chỉ phát triển trong mà cái khu vực có rất là nhiều sấm chớp thôi, nơi mà cái ánh đèn LED hoặc là cái tia sáng nào đó rất mạnh phát ra, đó là cái điều kiện cần thiết để cái cây phát triển. Bởi vì nó phát triển trong cái điều kiện rất là nguy hiểm nên không có nhiều người có thể là chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của nó. Cái gì cái gì à, có đơn hàng chuyển đến đó cho mình, trả cây tôi đây. Tìm thấy em. Được 3 cây rồi đó, thấy chưa? Bây giờ nó có một cái đơn hàng chuyển đến mình này. Ra đây coi thử coi sao. Thường shipper nó lại thì nó sẽ bấm chuông ở đây. Như nãy mình đã đọc vậy. Rồi. Rồi, cái demo nó chỉ đến đây thôi. Game thì cũng tạm ổn, cái vấn đề giải đố đó hơi quá nhiều manh mối. Thực ra manh mối nó vừa đủ thôi, nhưng mà nó không có nhiều được. Đấy. Rồi, coi như chúng ta xong con game đầu tiên. Khoảng là 30 phút nha. Ngoài mà một vài cái thời điểm tôi lẩm nhẩm nữa. Thì cũng tương. Ok. Bây giờ chúng ta sang con game thứ hai nha. Game này có tên là Fico Legend. Ok, sau khi kết thúc con game demo này thì tôi có thử qua con ai lần này nhưng mà FPS nó thấp quá. Ngoài ra con game mà nó chưa tối ưu cho lắm, chơi không được nên tạm thời cứ bỏ qua con game này đi. Chúng ta sang con game tiếp theo là con game này.
Idolia demo gì đó. Thì sao mà tìm không thấy nó cơ? Không có thấy tên nó. Chắc là do hai cái dấu gạch này. Nó đây phải không? Hình như là nó đây thiệt nào. Ủa sao nhìn nó lạ lạ vậy? Cái icon là cái mũi tên bắn xuyên qua cái hình idol. Cái icon đúng rồi đó. Bạn là ai? Sena trên SDS, Sena mặc đồ lót. Không tin gì ở của Sena phải được ưu tiên hàng đầu những thứ như vậy trên internet. Ủa sao nó dịch mà nó dịch như thế này kỳ vậy nào? Tôi nổi à? Bơ con này là một cái trò chơi phiêu lưu giải đáp bí ẩn những tiết lộ những sự thật mình cách khám phá và theo dõi thần tượng K-pop Sena trên SNS. SNS là cái hệ thống mạng xã hội ở bên Nhật á. Nó giống như cái Facebook bên mình hay là Twitter bên mà Mỹ. Rồi. Nói chung là cái đó thôi. Game này nó thuộc dạng là pixel art, giải đố, điều tra phá án. Cái trang này nó được dịch từ tiếng Nhật. Đây, cái này từ tiếng Anh mới đúng nè. Đó. Đây, dịch thế này mới đúng. Rốt cuộc bạn là ai? Khám phá sự thật đằng sau cái thần tượng K-pop Sena mà bạn đang tìm kiếm thông tin qua các tài khoản mạng xã hội của cô ấy. Ở trên cái là trong con game này Vicolega để xác định được vị trí của thần tượng K-pop Sena được cho là đã mất tích. Đã mất tích. Mình phải tìm kiếm manh mối trong những cái mà đại dương internet bóng tối lòng tham. Game này hình như là một cái dạng tương tác trên cái màn hình chính như thế này thôi. Nó chỉ là cái dạng như Windows vậy đó. Twitter với Instagram hả? Có một tin đồn mất tích về Sena. Một lời đồn về ngôi sao K-pop đã bị mất tích. Game này của Hàn hả ta? Chứ không phải của Nhật hả? Chắc là của Hàn với Nhật luôn nè. Đây, đây là vô cái gameplay nè. Chúng ta chỉ điều tra phá án ở trên mà một cái giao diện cửa sổ như thế này thôi. Cái dãy thủy tinh. Tôi tìm thấy nó trên cái đường tôi về nhà. Rồi. Game này giác dạng là điều tra phá án không? Nó có bí ẩn thôi. Vào cốt truyện, Gamma. Không có mà cái thẻ. Không có cái thẻ điều tra hay phá án gì cả. Rồi, chờ thử luôn đi. Suy nghĩ nhiều làm cái gì? Game chưa có mà cái logo hết nè. Cái thumb bên ai? Bật FPS lên. Xin in hả? Đăng nhập á? Thời báo hôm nay, ca sĩ là Sena đã mất tích. Nhấp vào để xem. 7 Winter, Sena tuổi 17. Sena 17 tuổi là một cái thành viên của cái nhóm idol rất là nổi tiếng tên là 7 Winter. Được là cái Winter phải không? Đã mất tích rồi. Người ta nhìn thấy cô ấy lần cuối thì không có tương tác nào với cô ấy cả vào tối cái ngày 6. Cái công việc tìm kiếm thì vẫn đang cái lượng fan gì đó. Tôi dùng cái tôi dịch đi chứ mù chữ tiếng Anh đọc cái này thì tim luôn. Người hâm mộ vẫn đang rất là lo cái đó thôi. Nhấn vào đây để tìm kiếm cái thông tin về Sena. Mình sẽ tìm được cái tài khoản là Tay With Gum của em nó. Có rất là nhiều thông tin ở đây luôn. Bây giờ xem cô ấy thích cái gì. Nhiệm vụ đó hoàn thành. Tích vào cái danh sách nhóm của cô ấy. Cô ấy đã xuất hiện ở đâu? Cô ấy đã đến đâu, trường học của cô ấy? Ngoài ra thì còn rất nhiều thông tin nữa. Tìm được cái từ nhóm 7 thiên thần. Bấm vào đây. Cái này là cái TV show gồm 10 tập được chiếu từ năm 2023. Cái này là những cái thông tin về K-pop hả? Rồi ok. Nhóm của cô ấy.
chỉ có một cái tài khoản duy nhất thôi. Cô ấy đang theo dõi 30 người không có xem được. Sydney, Sydney 52 Crawford. Sina là cái em này đang uống trà sữa với ai đó. Trà sữa bây giờ ở bển nó làm hiện đại gì đó. Cái đi nó rất là dẹp dẹp luôn nè. Ai dành content Sina Higagi. Tạo một cái account mới, đừng có quên là theo dõi tôi. Gắn cái thẻ Sina. Mười ba tháng 10, idol follow me vậy. Bạn thân của con bé này, con bé này là bạn thân của nó là tóc bím hai bên. Ok. Cái gì đây? Cái này em này đó đang là kết thúc cái công việc làm bán thời gian. Đây nó uống trà sữa nào. Giống cái ly trà sữa nãy ha. Đây nó chụp hình với con bé Sena nè. Chắc chắn bạn sẽ tham dự cái buổi tiệc sinh nhật này. Người dưới 17 tuổi thì không thể tham gia cái khoảng thời gian này, từ 12 giờ trưa cho đến 5 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Không có tin nhắn nào mới cả. K follow khủng khiếp luôn. Bây giờ nhóm của cô ấy và trường học của cô ấy. Cái này là một cái buổi chụp hình thôi. Bắt lại sao ta? Có cách nào bắt bắt lại nhanh không? Chứ đỡ bấm vô cái rồi là bắt đây. Không phản ứng gì luôn. Không. Đúng rồi không? Tìm sách cái từ vật là đôi giày thủy tinh này, tìm thấy nó trên cái đường về nhà. Cái hình ảnh phản chiếu là có cái tòa tháp màu đỏ trong cây muỗng ăn cái bữa sáng. Mấy thằng này đúng là thánh sôi luôn. Đồng phục nữ sinh, một cái bông hoa màu vàng nhị đỏ, có hai cái manh mối nữa, móng tay thì son môi, cái nhẫn. Cái này là cái gì? Viên thuốc LE hả? Trà sữa có enjoy nè, có trái chuối nè, banana heaven. Cái túi shopping nữa, banana heaven. Cái này là cái gì ta? Không có manh mối gì lạ lạ trong tấm ảnh này. Có một cái vết bớt ngay cổ phải không? Sina Happy Birthday. Trong cái tấm này thì không có manh mối gì cả. Chỉ là em nó ở đứng giữa đó thôi. Sinh nhật của em nó là ngày 13 tháng 10. Rồi ok, sinh nhật tuổi 17. Tấm này 6.800 like luôn. 7 booster là mình sẽ tìm được cái nhóm của em nó nè. Tấm này hình như cũng không có manh mối gì đâu. Rồi, chúng ta đã lướt sơ qua hết. Đầu tiên là
Son môi hả? Bây giờ thử chữ nè. À cái này là cái khuyết điểm. Skin care. Rồi ok. Tiếp theo là cái nhóm của em nó. Là to do nè, xong được cái nhóm nào. Là 7 cái thành viên tham gia từ cái 2023 và sau đó họ bắt đầu debut. Debut là với cái dạng ra mắt á. Anh em xem GAV chắc biết cái này. Nhóm ban đầu có tên là Router nhưng sau đó quay cái chữ L lại là thành 7 Router. Fanpage của họ rất nhiều những ngôi sao hả? Banana Heaven website. Chào mừng đến với cái chuối thiên đường. Tăng à, Driver for G là ship miễn phí. Viên thuốc là e. Khoan 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 khoan. Cái công dụng là giảm cái chứng mất ngủ do căng thẳng cũng như là các nguyên nhân khác. Cái này dạng như thuốc ngủ luôn à. Cái này hoa hồng Magigot Fancy Chigila. Có thể là cái mật khẩu. Cái bông, cái nhị màu đỏ, cái hoa chồi lên. Nhị màu đỏ, cái hoa chồi lên. T TIG. Đây, đây tôi lấy cái chữ lại đọc. Có thể là nó nằm trong này. Sai nó ta. Trường học của cô ấy. Xếp cái đồng phục nữ sinh. Ở dưới này còn rất là nhiều luôn nè. Nhóm bảy thiên thần. Cái này xếp rồi. Cái này xếp rồi. Cái hình ảnh phản chiếu. Cái này gọi là chiếc dép thủy tinh nè, một cái thủ đoạn trên cái mạng xã hội đó gọi là chiếc dép thủy tinh. Một số người thì đăng cái ảnh đẹp về cái đôi dép thủy tinh lên mạng xã hội, sau đó phát hiện nhà của họ thì đã bị đột nhập. Tại sao? À hiểu rồi. Tức là mấy cái thằng trộm á, nó đặt một cái món đồ rất là độc lạ trên đường luôn. Cái món đồ độc lạ ở đây là chiếc giày thủy tinh á. Cho đến khi mà nó nhìn thấy ai chụp hình chiếc giày đó đó là nó biết người đó đã ra ngoài rồi, thì nên nó sẽ đột nhập vào nhà đó để trộm đồ. Nên mà cái con bé là ải con Sena chụp hình cái giày này là coi như là trở thành cái nạn nhân của mấy cái thằng này đó. Công nhận bây giờ cái phường lừa đảo nó làm ngon quá ha. Đây là mới là cái bộ phản chiếu nè. Khi mà mình post cái ảnh mà selfie lên mạng xã hội á, hãy kiểm tra những cái gì được hiển thị bên trong cái ảnh đó. Đây. Vị trí của bạn thì có thể là bị nhận ra, được suy luận ra thì bởi những cái hình ảnh phản chiếu đó, như là một tấm gương hoặc là một cái muỗng. Cái này là cái phòng chống tội phạm họ thông tin cho mình. Còn lại là cái đồng phục nữ sinh. Đây. Đồng phục nữ sinh thì giống như nó đến trường cái học đường đại học là ít, trường cấp 3 nhá, 17 tuổi mà. Tôi biết nó vì người thân của gia đình tôi thì cũng có học ở trường đó. Tôi là cái bạn cùng lớp với Sina, tôi có số điện thoại của cô ấy và địa chỉ của cô ấy. Liên hệ với tôi nếu bạn cần thông tin chi tiết và giá cả. Lũ rãng cái thằng này. Tôi đoán nếu cô ấy có một kẻ theo dõi hoặc thứ gì đó. Dịch 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 dịch. Mình thì sẽ lướt cái phần bình luận này coi có cái gì đáng nghi ngờ không. Lướt sao? Ủa, mới bấm cái gì ấy? À, zoom vô tấm ảnh. Thằng này nha, thằng pha năm nha, pham pham nha. Tao nhớ mặt mày nó thằng biến thái. Bây giờ mình đã xong hết cái nhiệm vụ đầu tiên về thông tin về em Sena này.
Cái thứ hai là tình trạng cảnh báo, cô ấy cảm thấy như thế nào? Cái ký tự bông hoa gì đó sau cái buổi làm việc và những cái người nghi ngờ là chắc ăn nghi ngờ này nè. Ừ, không có làm gì được hả? Làm sao để đọc được bình luận của mấy này bây giờ? Cái banana heo vành này thì cũng không có. Này nó ẩn danh ở trên rồi nên mình không coi được. Bây giờ nghiên cứu cái mật khẩu này nè, là cái thứ nhất DDU. Mấy thằng này thì nó cũng ẩn hết rồi. Sena lớp nè, DO DOL. Đã nửa năm trôi qua kể từ khi mà tôi trở thành fan của Sena. Mỗi ngày với tôi đều là một cái ngày vui được tận hưởng. Tôi rất mừng vì bạn. Cái gì? Tôi rất mừng cho bạn do cái màn mà debate rất là thành công. Hy vọng những điều tốt nhất sẽ dành cho bạn thôi. Dạng một cái fan cuồng đăng tin. 31 like. Gợi ý ở đây là cái màu yêu thích của Sena, màu hồng. Màu tiếp. Chữ màu tím viết gì phải không? Màu vàng, gì lâu? Màu hồng con gái mà không hồng với tím thì chỉ có màu vàng hoặc là màu xanh lá của cái mái tóc highlight này thôi. Hồi nãy là em nói là đứa nào? Đây, chanh lá không watch cái màu sơn móng tay, màu sơn móng tay màu tím đúng rồi mà. Vẫn là cái màu tím nè. Ủa sao còn có bốn ngón à? Thằng gay này nó đăng cái gì với mà con Sena đây? STARS. Bí rồi nghe. Bây giờ Discolo 001. Tôi nghĩ tôi đã mua nó vào ngày hôm nay.
CH Chanel. 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 Sai luôn. Cái màu này là màu gì? 4/5 kem gel khuyết điểm. Ít chiêu nên nữa. Má ghi bi đằng này. Cái biểu tượng hoa Shallow Tone, một cái câu lạc bộ làm việc chăm chỉ thời trang, nó vừa hiện ra cái gì ta? Ồ, mình có thể nhắn tin với nó nghe không? Không có ai phản hồi cả. Thằng này không nhắn tin được luôn. Hello? Cái thằng này nó comment hơi bị nhiều đó. Cái biểu tượng của bông hoa. Không lẽ là cái này?
17 là 2006. Trời hot, trời hot, trời hot. Cái gì đây, cái này mới đây, lực tự do à? Hai không hai ba tám một bốn. Ủa hồi nãy còn tấm hình nói với con bạn nó đâu ta? Nó có bạn nữa mà. Dưới 18 tuổi thì không được làm việc quá 10 giờ. Tấm hình này đây. Cái này là bộ luật lao động. Hồi nãy tôi bấm đâu ra nó có tấm hình con bạn nữa ta.
Trời ơi. Help me. Nãy giờ không bấm vô cái đó. Cái thằng trời ơi, phải viết đúng nè. Thằng này nó đột nhập vô nhà em nó luôn hả? Hay là nó chỉ là fan cuồng thôi? Trời ơi, đủ đảng cái thằng này. Tao báo công an. Tao báo công an. Tao thấy những gì mày làm rồi. Mày là chú ta ở từ cái đại học Umeda đó. Mình đang nghi ngờ thằng này bắt cóc là như Sena thôi, nên mình sẽ hỏi Sena đang ở đâu. Nó thì sao mình biết nó ở cái trường nào? Không khó để tìm thông tin của ai đó đâu. Nói cho tao, nếu không tao sẽ báo cảnh sát. No, nó không phải là tôi. Tôi chỉ đột nhập vào nhà cô ấy mà thôi. Sau đó chụp một vài tấm hình và rời đi. Tấm hình này chỉ có tôi và bạn của tôi là trông thấy nó thôi. Chỉ vậy thôi. Mày cũng là tội phạm đó. Đó là cái hành vi phạm tội. Mày biết mà. Tha lỗi cho tôi. Tôi rất hối hận vì nó. Nhưng tôi thực sự không biết là Sena ở đâu. Vậy là bạn có thể hỏi lớp trưởng của cô ấy hoặc là cái gì đó. Bạn cùng lớp của cô ấy hoặc cái gì đó thôi. Họ thì đang bán thông tin của Sena trên những cái mạng xã hội công khai. Tôi rất quan tâm cái chuyện này nên đã trả tiền cho nó và biết địa chỉ của cô ấy. Thì hồi nãy mình lướt cái trang là như mà ít vậy á. Từ Victor á. Quên cái điều tôi nói đi. Tôi sẽ đưa cái địa chỉ luôn phải không? Nhưng tôi thực sự không biết nó đâu. Để tôi yên. Thằng này chắc là nó không có liều gì đâu. Nếu như nó bắt cóc thiệt thì nó không có lưu trữ tấm hình đó. Đủ đảng đó. Cái thông tin thông báo về cái Sena này. Sena thì đã được báo cáo đã trở về an toàn. Khoan 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 khoan. Y tá, bạn cảm thấy thế nào? Sina hả? Mình chính là cái con bé Endin ba. Từ 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 từ. Vô minh là hạnh phúc. What?
Không biết trong cái bản demo này nó có cái ending nào nữa không? Tại vì thứ nhất là cái này, thứ hai nữa là cái này. Mười tám tháng mười, 13 tháng 10. Bên này không tương tác được nữa. Còn cái màu này là màu gì ta? Banana Heaven không phải là viên thuốc, là E này cũng chưa biết nó là cái gì nào. Lendomin thôi. Không ai lấy thuốc làm cái đó đâu. Cái màu này là cái màu gì đó? Không lẽ nó màu đó thiệt. Ừ, đây cũng có một cái màu nè, ghét úp nè. Đây đây đây. Khó thế. Khó thế này. Sao biết con bé này nó thích màu gì? Tôi chỉ thấy màu hồng, màu vàng và màu đỏ thôi. Ở đây màu tím nữa nè.
không lẽ lại quay lại với thằng đó tiếp. Cái này điền vào đâu ta? Hồi nãy còn cái hình con bạn thân nữa. Hồi nãy có tấm hình chụp con bạn thân nó là từ đâu ta? Sao tôi không nhớ? À đây, trời ơi quên cái vụ này. À, đồ ghét. Mà lu trời ơi, banana earth piano tháng 10. Lu cái thông tin này lại luôn. Game này chơi tập trung nhức đầu hết chứ. Của cái overlay rồi. In game. Control shift L. Sao vậy? Sao nó không hiện? Không, sao nó không hiện nè? Thử một đống màu cuối cùng đây, không có gõ cái màu này. Hiện tại Sena thì không có thật đâu. Cái gì? Tại sao? Tôi đi ngủ với ông già, thằng già khôi thám đó là sao? Nó giục nguyên cái bộ sưu tập về cái em Sena này vô cái thùng rác. Xong rồi bảo là Sena thì không có thật.
Trả lời tao đi, vẫn không có phản hồi, vẫn chưa cái biết mà up to work với mà supply đó là cái gì. Từ từ, à nãy mình tìm được cái nữa, Tokyo Haiku lần cuối đặt bàn đó là từ 20:30, ít bia cà phê 11 đến 21 giờ. Ủa, trong này mình lật ảnh được nữa Morisa? Bó tay rồi, hết biết rồi, coi như là không chừng trong cái bản demo này nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Này cũng không có lựa chọn nào khác cả. Thôi. Coi như là xong con game thứ hai. Game rất là thú vị nha. Vô mà thảo luận coi ai. Đây 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 đây. Ông này ông cũng có chơi game của tôi nữa nè.
Dev thì không có phản hồi câu trả lời nào cả từ 2023 tới giờ rồi. Game, I have to admit, but I think this one, if it's not necessary, then I don't know what the hell I'm missing to try to find, I'm gonna be honest. But you know, wishlist the game to. Ông này ông cũng giống như tôi rồi, chỉ có một cái ending duy nhất là cái này thôi. Let me only see how it is. I forgot the first name of the game. Không thấy cái nào lạ lạ hơn cả. Ủa? Sao cái hình này nó khác cái bản của tôi ta? Vì có cái mới nữa nào? Thăng sinh y. Vô trong cái này. Seven Angel. À, trong này mình có thể lật qua lật lại nữa nè, hồi nãy tôi sót cái này. Ủa? Nay BF. Hồi nãy tôi rồi không có cái này nha. Không có thằng này. Ông này một tiếng máy chắc ổng thử toàn bộ cái mấy cái ending luôn rồi đó. This one works. Press. Very wacky. Contact with that we find she's a fan. Ủa, sao không có cái này đó? But the problem is that you cannot. Wait, it doesn't work. It doesn't. Yeah. Says no. Photo dump. New obsession. See, because. Some ổng có nhiều chữ ổng thử hết vô cái đó vẫn mở không được nữa. Cái này cũng khác của tôi nữa nè nha. Last now là where boss nè, where bao nè. Còn của tôi hồi nãy là sau khi kết thúc công việc nó là cái gì? After work. Rồi cái nghi phạm này là ai? Ấy. Ủa? Sao cái thằng này nó khác của tôi ta? Nhưng mà kết cục nó thì vẫn như vậy. Cái bản demo này đã 2 tháng trước rồi. Nên có thể là rất là khác của tôi luôn. Đây. Rồi. Rồi ok, coi như là xong con game thứ hai ở đây. Game rất là đáng chơi. Bây giờ chúng ta qua con game thứ ba. Game này là cái gì ta? Casino game. Thôi chơi con này đi cho nó đỡ đau đầu rồi.
Game of In Demo. Con game này tôi đã giới thiệu với anh em lần trước. Nó tên là dạng như Hades của mấy anh em Trung Hoa vậy đó. Ủa? Tấn công theo hướng chuột, ok. Chơi mấy con game đó suy luận giải đấu đau đầu quá. Còn đi set cái mã màu này nữa chứ. Thực ra nó chỉ là cái màu lưu thôi. Hồ Yao, sao hủy là nì sinh hoạt của thôn tử. Truy sang chứ, sa là ta. Mô Châu, chúng ta đi. Ủa di chuyển sao? À giờ mới đi được. Nãy giờ nó chưa cho mình đi. Ok, bức tượng. F. Q với E là hai cái chiêu thức của mình. Cái gì? Nhấn cách để lướt qua thôi, không có làm gì nhiều hết. Khá đơn giản à. Chuột trái, chuột phải, nút cách. Quay chi sa la na zhi hu yao. Bây giờ đi giết con hồ ly vậy. Tôi. Bây giờ mình có thể trang bị hai cái lỗ mực cùng lúc, thì mình có thể chỉ có trang bị hai cái lỗ mực thôi, thì cái con phép của mình đó, nó sẽ tiến hóa theo cái chỉ số này, cơ bản này, năm cái thuộc tính này. Triệu hồi một con báo có thể tấn công phía trước gây 35 đam cho mỗi quân địch bị nó đánh chí mạng thì cộng 2%. Hiệu ứng này có thể sẽ tắt lên đến 10 lần và kéo dài 3 giây. Cái này là mình mới nhặt được nào. Quy rồi chưa, quy E G với F. Mỗi cái lộ mật thì sẽ cho mình một cái kỹ năng đặc biệt gì đó, sử dụng khiêu chủ động cho mà cái cục game của mình khi nó tiến hóa hả? Là sao? Cái này là mật cho ngân phép. Còn cái nãy là bên đây là mật cho cái gì nào? Cứ minh son. Cứ minh son. Cái này là kim, còn cái này là thủy. Kinh đao 15 giây. Xin nhân hắn xin thấu xí. Đâu có nhiều lắm. Mà chưa. Được, điều này ngon hơn cái chữ chém chém kìa. Ủa? Mình hủy cái này ra, cái nào mình không xài là mình phải hủy nó ra để hồi máu. Thứ gì, hủ yêu chân thân. Đắt.
đâm là cái méo gì. Đơn giản vậy thôi đó hả? Tôi chứng kiến một cái mô nhiều lần. Tự chỉ mệnh vận. Đây là cái định mệnh không bao giờ thay đổi. Nên mình đã gặp cái chuyện này xảy ra rất là nhiều lần. Lần nào cũng giống nhau luôn. Tôi sẽ tự viết lên định mệnh của chính mình, không phải là cái lời bạn nói. Đi thôi, chúng ta còn phải tìm cái đường ra đây. Dịch không được rồi anh em ơi. Lát in, cua in. Một chấm năm giây hiệu ứng lai tách theo vi tách có 50% cơ hội gây cái trừng phạt này luôn. Không. Mình có chọn cửa đi hai bên. Mộc, cái này là hệ mộc. Đổi không ta? Không, không đổi đâu. Chưa biết kêu nó làm sao. Chơi cái mình quen đó. Bây giờ lấy tiền hay là lấy cái cổng Acilia? Acilia cái gì giờ biết không? Đạo, quay vào những nguyên bản bị xé hào của câu chuyện này, hoặc là vô hiệu chức của chiến đấu, chỉ chỉ tăng sinh thế địa. 你可是想通了？我为什么要听你的？ Thủ vệ linh hồn, cái này là tăng trực tiếp cho mình, tăng cái đát tấn công thêm 15%, giảm kinh đau kêu đi 10%, tăng cái đát. Game hay là fit? 哦，即天道。在这个世界里，每个人的命运都是照被写好的故事。顺应天道，无需反抗。什么写好的故事？什么天道？冥顽。 Người quân kéo quả gì? Đam thì tăng thêm 1.2% nữa, 20% nữa khi mà máu mình đầy. Làm sao để hồi máu được? Đam của mực 12%. 5% cơ hội là cộng dồn thêm một cái stat chảy máu. Nội tại luôn. Cái này có vẻ ngon.
Gingham đam bây giờ tăng 5% khi mà mình sử dụng cái bật kêu hiệu ứng này, có thể cộng dồn 5 lần và kéo dài 5 giây khi hồi máu. Cái này còn xịn hơn cái nãy nữa nè. Mỗi cái mà fit mình có thì mỗi lần vô phòng thì tăng thêm cho mình 5 tiền. Nhưng mà làm sao đầy máu được ta? Đi. Sao nhặt? Nhặt sao? Rước độ mà không nhặt được. Rồi giờ được rồi nè. Thôi cái 5 máu à. Lũ đạn đó chứ. Đóng máu luôn, không biết sao mà đầy máu nổi luôn. Gì đấy, gì đấy, gì đấy. 40 40. Nâng lên cái hệ thủy. Hệ thủy của mình bây giờ là lát lên. Bây giờ đam đát của mình cộng 20% thêm một đát, tốc độ di chuyển 10%, cơ hội chí mạng tăng lên một tí. Mất 40. Đam độc này ở đâu ra bây giờ? Đây là summon một cái khí acid kéo dài 3 giây gây 18 đam mỗi giây. Ơ, thách nó chuyển được rồi. Rồi được rồi. Bây giờ đam độc mình tăng lên rất là nhiều, gây 20 đam. Ủa? Hồi máu. Hồi 25% HP. Bây giờ mình 126, thiếu 75. Không có tiền, mua đồ ăn cái hết tiền luôn rồi. Được, vô tiếp. Cũng dán người đánh boss vậy chứ còn cái gì nữa. Gì dạ? Chết luôn rồi. Thôi chết phụ rồi, nó lên phase 2 rồi. Em sai rồi. Đi giá.
này thì phase 2, con mũi này màu đỏ cho mình cái gia âm dash 15% đam, cơ hội chí mạng 5%, giết đam tăng 10%, lai đam cộng 12. Nó vẫn hàng hiếm dạng metal thôi. Chịu hồi một cái búng cứu khổ 35 đam gây hiệu ứng cùi bắp. Thôi 50% máu, vui luôn. 270 tiền, rồi có lúa rồi đó. Game thứ hai, game này chưa biết nó là cái gì. Thủy đó hả? Chơi cái mộc với cái thủy này được nè, ngon rồi. Di chuyển 15%, dash 10% đam. Hướng bây giờ 700 đam bị thao không lấy cái này. Cái lông nó là cái gì ta? Nó đánh đau vãi cháy. Dạ đâu đâu. Nữa hả? Chục máu à?
Bây giờ mất 8 máu nữa chứ. Cái gì màu tím này hả? Khi mà lái tách theo phía tách của mình mà cộng 50 đam thì không hủy tên đốt kéo dài 2 lần. Ôi, tất cả của mình đã level up rồi. Hồi máu em ơi. Ủa sao bèo vậy? Tiền 400, đâm lửa. Đâm chỉnh sửa 5%. Khi mà sử dụng khi nêu á thì 5 tắt kéo dài 5 giây gì đó. Cái này màu tím nè, 600 tiền lận. Không đủ tiền, không đủ tiền luôn. Khả năng bây giờ lại đánh boss rồi. Còn gì đây? Tôi nãy đã sư mã sang chủ quốc, vũ quân đô đốc phủ, trung quân đô. Tôi chỉ muốn tìm một con đường. Này gái hả? Nãy giờ nhân vật mình là nữ. Khẩu khí đó là cuồng vọng. Bạn đang ở đây là rượu quán, muốn đi thì đi. Chị Quick tuổi trẻ của người rất là đáng nể phục. Cho tôi xem bạn có gì năng lực. Khờ bị sửa đã thay khoai là. Thể hiện cho ta thấy người có những gì. Đừng làm ta thất vọng. Dạ. Phase 2 nữa à. Cái cảnh như thế này là thấy Phase 2 rồi đó. Đừng có móc kia đi thiết bản ra nha. Tôi sẽ không để Yifu thất vọng. Nó đâu rồi? Ê da. Mười máu, bảy máu. Tôi chỉ muốn tìm một con đường. Đừng đảo lộ. Niên kỷ không lớn, khẩu khí đó chết luôn rồi. Bạn đang đây là rượu quán, muốn đi thì đi. Lũ đạn đó. Rồi, nó bắt buộc mình phải thua đi về đây. Tính năng mới của mình bây giờ đã có thể tạo được cái bóng kiếm. Hoặc là cái kiếm mau ga gì đó. Đây là những cái skill có trong cái hiện tại bây giờ. Mình có thể mở cái kỹ năng và nâng cấp cái bình mật của mình lên. Tôi vẫn còn sống à. Momo. Mới thấy thế nào đây, một con cáo tên là Vinh Ninh. Đẹp quá. Hơi sợ anh tí thôi. Bình tĩnh. Đi thần của cáo hồi máu cho mình. Và khi mình bất tỉnh thôi. Để mình về đây. Đây là Vinh Ninh. Là cái thợ mà cái gì? Người chế mực. It, IT, that it.
Để tham gia được cái câu chuyện này á, mình phải vượt qua một cái bài của cuộn giấy đó. Bây giờ mình có thể nhận một cái lời cầu nguyện gì đó. Đây 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 đây. Đây là dạng như cái bảng kỹ năng hồi nãy mình có 36 điểm thì tăng cái này mất 10 điểm. Thêm cái lượng tiền gớt. Cái này rất là ngon luôn nè. Tăng đam nè. Ba cái này đều tăng đam hết hả? Thiết kế anh chị nó khác biệt gì đâu. Xuống đây là nó hết điểm rồi, 10 điểm nữa. Cái này tăng chí mạng và tỷ lệ chí mạng khi mà máu với 25% thì 500 đam, 500 chí mạng. Lấy ba cái này nó một đống đam. Cái này là ba bậc, nó đủ ba dạch nè. Cái này cũng vậy luôn. Chào chị. Này còn gì nữa không? Ai đây? Tôi tên là Mạng Sơn, Mạng miền núi. Đưa cho ông 50 con để làm cái gì đó. Mecha Ford, con cáo mái. Con này nó sẽ rèn ra cho mình những cái vũ khí, song kiếm. Khi mình quăng cái kiếm đi á nào, thì cái chiêu thức mình lúc nhặt lại cái kiếm nó sẽ khác đó, nó ra nguyên cái dòng rất lớn luôn. Cái này giống cái chiêu quy của Gavin. Chiêu này thì dạng như đánh từ xa rồi, nó chỉ muốn làm như thế này cho đơn giản hơn thôi. Một phát 20, một phát 30. Khi mà màu xanh nó lên á thì mình tấn công nó chục phải, khi 8 lần á thì nó sẽ là cái đòn nó mạnh hơn rất là nhiều, gây 8 lần đam. Sau khi gây 8 lần đam thì cái đòn chục phải kế tiếp nó sẽ được nâng cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 124 đam. Sau khi mà nhặt lại cái lưỡi kiếm á, thì cái đòn lai tách của mình nó sẽ tăng thêm. Đây nè. Mình đánh bình thường là có 5 với 8 mà. Nhưng mà khi mình quăng cây kiếm đi nó móc lại á thì nó đánh ra tới mười mấy rồi. Đó. 10, 15, 20 rồi.
cái cây này vẫn là mạnh nhất theo tôi thấy, nên di vật là cái cây này rất là mạnh nhất. Cái cây này DPS cao hơn nhưng mà nó hơi khó chơi một tí. Còn cái cây này chủ yếu là tầm xa, dành cho anh em muốn mà chơi cái kiểu khải diều á. Rồi vô đây thì mình cứ đi thôi. Rồi thôi, game này tạm thời ở đây thôi. Nay chơi cũng nhiều rồi, nên chắc nghỉ ở đây. Rồi ok, bye bye anh em.